À, trước hết chúng ta cũng đi vào phần lý thuyết một la mã lý thuyết đối với lý thuyết về danh từ thì các con cũng nhớ cho cô đặc điểm thứ nhất là đặc điểm của danh từ và thứ hai là chúng ta cũng phân loại được xem danh từ gồm những loại cụ thể nào bây ta đi vào một nhỏ là đặc điểm Trước hết là về mặt ý nghĩa ấy thì danh từ là những từ là những từ này. Chỉ sự vật là những từ chỉ sự vật này, rồi là đơn vị. Mà cụ thể hơn nữa nó là những từ chỉ tên gọi của sự vật của đơn vị. Đấy. Đặc điểm thứ hai là về chức năng, đây là phân loại từ theo chức năng nhé. Thì danh từ thường giữ cái chức năng hay là giữ cái nhiệm vụ làm thành phần chủ ngữ trong câu. Đấy. Thường danh từ thường làm chủ ngữ. Thường làm chủ ngữ trong câu. thường giữ cái chức vụ là chủ ngữ trong câu. Nếu như nó mà là vị ngữ thì trước nó bao giờ cũng phải là từ là. Đấy. À, một cái đặc điểm nữa về khả năng kết hợp ấy, thì danh từ thường đi kèm với số từ những từ chỉ số lượng. nhé, thường đi kèm với những từ chỉ số lượng ở phía trước ấy. nhé, thường đi kèm với những từ chỉ số lượng để tạo thành cụm danh từ. thường đi kèm với những từ chỉ số lượng tạo thành cụm danh từ ví dụ như con gà chẳng hạn thì chúng ta thì ba con gà những con gà các con gà thì ba những các là những từ chỉ số lượng đấy à, và đây người ta gọi là những từ kiểm chứng để chứng thực rằng những cái từ đi sau nó là danh từ và nếu như tính từ động từ có đi kèm với những từ chỉ số lượng như vậy thì nó cũng biến này. Chuyển loại thành danh từ Con lưu ý cho cô như vậy Đấy là đặc điểm Hai là con nhớ cho cô là phân loại danh từ Phân loại Thì nhìn vào cái Đặc điểm này là những từ chỉ sự vật Đơn vị Thì con thấy là danh từ Cô viết tắt nhé Danh từ gồm hai loại Là danh từ chỉ sự vật Danh từ chỉ sự vật Và danh từ chỉ đơn vị Đấy. À, danh từ chỉ sự vật lại chia thành hai loại là danh từ chỉ người tên người này tên vật này Đấy. loại thứ ba à thứ hai là danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên này hiện tượng này và thứ ba là danh từ chỉ khái niệm Đây mình đã xếp hết vào là danh từ chỉ sự vật danh từ chỉ người vật ví dụ như là giáo viên học sinh con uh, gà gà này uh, mèo này vân vân hoặc là uh, cây cam cây mít cây dừa Đấy, người ta gọi là danh từ chỉ người vật uh, danh từ chỉ hiện tượng như là mưa nắng sấm chớp danh từ chỉ khái niệm là tên của những thứ mà chúng ta không không sờ không cầm không nhìn không nắm Thời thấy ấy. tức là của những cái uh, tên gọi cái sự vật nó rất là trừu tượng ví dụ như là văn hóa khoa học giáo dục vân vân tức là nó chỉ những cái uh, tên gọi rất là trừu tượng mình không cầm không nắm tức là không cảm nhận được một cách trực quan đúng nhỉ trực giác mà uh, nó nó nằm ở trong cái miền là trừu tượng cái đơn vị thì đơn vị là những từ những cái danh từ như là con không được nhầm danh từ chỉ đơn vị với lại những từ chỉ số lượng với số từ và lượng từ ấy danh từ chỉ đơn vị là những từ như con cái chiếc tấm tờ miếng những từ cô vừa đọc thì gọi là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên ngoài ra danh từ chỉ đơn vị gồm có những từ như là à, bao thùng thúng lít mét, km, hectomet những là cái những cái đơn vị đo lường ấy, tên của những đơn vị đo lường. Rồi kg rồi là uh, mét vuông vân vân đều được xếp vào danh từ chỉ đơn vị, tên của những đơn vị. Đấy là toàn bộ phần lý thuyết. Tuy nhiên để phần lý thuyết này để các con chắc hơn về danh từ hơn nữa, cô phải có một phần chú ý. Các con chú ý nhé. Chú ý này. Đấy, chú ý một là những động từ tính từ ấy mà nó đi kèm với những từ chỉ số lượng như là 1 2 3 4 5, những các mọi mỗi vân vân thì các động từ tính từ ấy cũng biến thành danh từ. Đấy, hoặc là muốn biến động từ tính từ thành danh từ thì chúng ta um, cho nó đi kèm với những cái từ kiểm chứng như thế là những các mọi mối ví dụ như là um, chuyến đi à, à một hoặc là những từ như là vui chẳng hạn mình muốn biến nó thành người ta con thêm những cái từ chỉ số lượng hoặc danh từ chỉ đơn vị vào như là niềm vui chẳng hạn đấy ví dụ nhé muốn biến chú ý này muốn biến này động từ này hoặc là tính từ thành danh từ. Đấy. Ta thêm ta thêm này vào trước động từ, tính từ đó. Các danh từ chỉ đơn vị. Đấy, các danh từ chỉ đơn vị. Được chưa? Ví dụ như là những từ như là nỗi, niềm, sự, cuộc, việc, viên, vị vân vân. Đây, cô ví dụ này. Ví dụ nhé, buồn thì mình thêm vào là nỗi buồn. Nếu không có từ nỗi thì buồn là à, tính từ. Nhưng mà thêm từ nỗi vào thì nỗi buồn ở đây là biến thành danh từ và tất cả đều biến thành danh từ chỉ khái niệm. Đấy hoặc là trò chuyện chẳng hạn trò chuyện ở đây là động từ thế là mình muốn biến nó thành danh từ thì con thêm là cuộc trò chuyện thì cả cuộc trò chuyện này sẽ trở thành danh từ và cũng là danh từ chỉ khái niệm đấy là phần chú ý đối với phần lý thuyết về danh từ